Xin được gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam qua buổi nói chuyện của chúng tôi cùng với bữa ăn trưa. Đằng dây, đằng kia bên kia đó là ông Phát Bùi, cựu nghị viên của thành phố Garden Girl cũng có mặt trong chương trình hôm nay. Xin gửi lời đến chào quý khán thính giả và đặc biệt là anh Phát Bùi. Vâng, chúng tôi xin gửi lời chào quý khán thính giả và gửi lời chào anh Đoàn Trọng. Vâng, việc trước tiên chúng tôi phải gửi đến quý vị tất cả những tin tức sốt dạo nhất về giải bóng đá Châu Âu 2024 à, đúng à. như dự đoán của anh Phát Bùi sáng nay thì anh nói rằng Tây Ban Nha đã thắng và kính thưa quý vị Tây Ban Nha đã thắng với tỷ số 2-1 oái âm thay là họ đã mở tỷ số à, ở những cái phút người là giành lấy cái chiến thắng ở những giây phút cuối cùng của hai hiệp phụ và kính thưa quý vị đồng hồ chỉ còn gọi có hai phút nữa mà thôi thì một trái đội đầu của một cầu thủ của Tây Ban Nha đã làm lung linh lưới lúng lưới luôn của đội uh, chủ nhà đó là đội Cộng hòa Liên bang Đức có thể nói trên sân khấu, trên khán đài và trên cả mọi nơi ở Đức hiện nay có như là một cái màu ảm đạm rải xuống khắp hết tất cả những người yêu chuộng môn bóng đá ở Đức. Và có thể nói rằng trận đấu đã ngang ngửa chưa biết đang chuẩn bị để cho những cái trận quả đá phạt đền diễn ra giữa hai đội thì kém may mắn cho đội Đức có thể nói một tiền đạo của đội Tây Ban Nha đã cao hơn, nhanh hơn và dùng cái đầu gặt cái bóng vào phía góc phải của thủ thành. Và kính thưa quý vị, chỉ, người thủ môn chỉ còn có cách lặng nhìn và lượm trái bóng ra khỏi trong cái khung thành mà thôi. Wow, wow, thì đây có thể nói là một kịch tính của giải bóng đá 2024 dành cho Cúp Âu Châu. À, chắc quý vị biết, Cộng hòa Liên bang Đức là một đội chủ nhà trước khi mà đi vào cái hiệp phụ á hai hiệp thì đội đức nó nhịn hơn đội đức với cái cái, cái thể nói là giới cá cược ở las vegas giống như Macau đều cho đội đức thắng chỉ có tới 70 đồng thôi anh thua thì phải thua 10 đồng à, thua 100 thua 10 đồng mà anh thắng chỉ có thắng 7 đồng thôi nhưng mà bao nhiêu tiền cũng đổ dồn vào đội đức và như vậy là chúng ta thấy qua nhiều người đã ra về và cái túi nhẹ heo không còn độc bạc nào nữa hết trên trời thật Vâng, thưa anh, thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay anh Trọng đã hỏi tôi, anh Phát, anh nghĩ đội nào thắng? Thì thực sự ra thưa quý vị, tôi không có tài giỏi gì hết, về nhất là về bộ môn đá bánh. Đá bánh thì uh, tôi lại càng mù tịt, nhưng mà tự dưng lúc đó trong tâm của tôi cảm thấy cái chữ Tây Ban Nha, và tôi nói là tôi chọn theo cái cái tim của mình, tự dưng nó có cái linh cảm là Tây Ban Nha. Không ngờ nó lại là đoán mò mà lại ra đúng sự thực. Nhưng mà trận đấu hôm nay là một cái kịch tính của bóng đá đội Tây Ban Nha đã dẫn Đầu một không cho đến những cái giây phút có thể nói qua hiệp hai và đến còn còn một thời gian ngắn nữa thôi thì đội có có hai phút nữa thôi. Thì đội Đức đã gỡ lại được một đều và bao nhiêu người nghĩ rằng là chắc đội Đức sẽ có một cái vận may, đặc biệt nhất là cái đồng hồ nó đã chạy quá nhanh mà họ rút lại được thời gian và vào hai hiệp phụ thì bao nhiêu người vẫn nghĩ rằng với cái khí thế đang lên đội Đức có một cái cơ hội thì có trái phạt đền nhưng không hiểu sao trọng tài không chỉ bóng vào phạt đền chấm phạt đền mà một trái banh đã đụng vào tay của một hậu vệ của Tây Ban Nha và cái trận đấu thì nó thể nói vào 120 phút bao gồm 30 phút hiệp phụ thì có hai bên đều ngang tài ngang sức với nhau nhưng phải nói lần kỹ thuật đồng bội thì đội Tây Ban Nha có phần nhìn hơn nhưng điều đó không nghĩa đó là cái chìa khóa cho cái trận thắng hôm nay nhưng cái vận may và một trái đá phần góc người cầu thủ tiền đạo của đội Đức đã nhấn nhanh cao cao hơn nhanh hơn và mạnh hơn và hất trái bóng vào phía phải của khung thành và có thể nói rằng không có một cái động tác nào của người thủ môn có thể cản trở được đường bóng đi quá nhanh như là ấn sau băng sau bay sau băng vậy. Yeah. thì có thể nói rằng cả cái sân vận động chìm vào trong một cái tiếng thở dài nhẹ nhõm và tất cả cái đầu cục mặt đầu xuống và chỉ còn có 2 phút cuối trận đấu bao nhiêu khán giả của đội Đức với cái màu áo trắng truyền thống của họ có thể nói đây là một giây phút buồn ảm đạm cho tất cả những người ủng hộ đội tuyển Đức ở trên toàn thế giới này thật. Thế khung cảnh ở Chipsy có cà phê Chipsy ngay giây phút đó thì như thế nào thưa anh? Thưa anh, hôm nay thì ngay toán quán cà phê Gipsy cũng giống như tất cả các quán cà phê ở tại miền Nam California thì có thể nói rằng phần lớn không còn chỗ ngồi. Chỗ nào chúng tôi đi qua qua cũng thấy rất đông cái không khí của những người hâm mộ môn bóng đá và đặc biệt người ta theo dõi một trận cầu mà người ta gọi là đây là trận tiền chung kết, tự nhiên là cái trận chung kết giữa hai đội bóng nổi tiếng. À, chắc lẽ không thể nào mà không ai phủ nhận lối đi bóng của Tây Ban Nha và kiểm soát bóng của Tây Ban Nha nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên đi được một Cộng hòa Liên bang Đức có thể nói là kiên cường với một cái sức mạnh và lối chơi đồng đội với nhau họ bất kỳ tình huống nào cũng nêu cái cao màu ở cờ sắc áo của đội tuyển họ nhưng có thể nói vận may cho đội tuyển Đức không đến với họ À, tất cả cái không khí chính trị ở châu Âu đã còn thay đổi đột ngột thì đội Đức cũng lại cuốn gói ra đi như vậy là đảng bảo thủ của anh đã cuốn gói rời khỏi chính trường thì lúc đó đội tuyển của Đức chỉ cần sau một tiếng, một khoảng trên 10 tiếng đồng hồ thôi thì đội tuyển Đức cũng chuẩn bị khăn gói và có thể nói rời khỏi sân khấu cuộc chơi ở tại quê nhà của mình đó là giải vô địch châu Âu 2024. Thế thì còn từ giờ đến cuối vâng, phần còn trận nào nữa không anh? Vâng, kính thưa quý anh là đến bây giờ lúc mà tôi đang nói chuyện với anh trên uh, làn sóng truyền hình của truyền hình Việt Nam thì lúc đó đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha đang chuẩn bị ra sân và hiện nay thì trái đóng đã bắt đầu lăn uh, trên khung thành của qua lại giữa khung thành giữa hai đội. Lẽ nhiên người ta nghĩ rằng đội Pháp nhìn hơn chấp một phần tư trái bóng nhưng điều đó không có nghĩa rằng một Ronaldo, một PP của Bồ Đào Nha sẽ đem lại những sự kinh ngạc cho khán thính giả thêm vâng vâng và... quả là hấp dẫn cái mùa đá quá thật sự là hấp dẫn nhưng mà hôm nay thì chúng ta trở bỏ tạm quên chuyện bóng đá vì tất cả các chỗ ngồi ở trên sân vận động không còn chỗ nào trống hết khán giả từ bên pháp đã đổ bộ qua bên đức và có thể nói biên giới giữa hai nước không có một cái gì ngăn cách và lần sống của những người hâm mộ con gà trống tuy nhiên là quy hiệu của đội pháp có thể nó cũng tràn ngập cả sân bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên bồ đào nha một trong những quốc gia có tiếng về bóng đá ở tại châu âu và dân thủ mà người ta không thể nó không nói đến trận đấu này là ronaldo nếu ronaldo không giữ được chiến thắng thì coi như ronaldo từ giả tất cả các sân chơi từ giả màu áo của đội tuyển quốc gia mà anh đã gắn liền có thể nói gần cả trên 100 trận thì tự nhiên hôm nay cái giá trị của cái trận đấu này rất là quan trọng đối với Ronaldo Thế, dạ, thế bây giờ xong đã bóng rồi, đã banh rồi thì bây giờ về vấn đề trận đấu à, chính trị bầu cử ở Anh thì cũng đã xong rồi Đúng như vậy nhưng như hẳn là xong xong ở một cái mức độ nào vì chúng ta thấy một cái sự thay đổi của cử tri người Anh đối với một cái đảng bầu thủ và bây giờ thì đảng lao động sau 14 năm vắng bóng ở trên chính trường ở Anh và đây có thể là một cái cơ hội cho thấy rằng cái lối thắng thuyết phục của đảng lao động là một trong những sự việc để tạo nên những cái nghi vấn về những cái đường lối trong tương lai của anh đối với khối NATO cũng giống như đối với vấn đề Ukraine và đặc biệt là vấn đề tài chính. Thì chắc quý vị đã biết dưới thời của đảng bảo thủ thì thật sự mà nói anh cũng là một trong những cường quốc rất thân với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Điều mà người ta nói rằng anh hình như không còn có mấy là thân thiện với những quốc gia ở trong khối NATO. Nhưng bây giờ qua tất cả những sự kiện ở Ukraine thì người lãnh đạo mà còn là một trong những người mà sẽ điều hành nội các của anh có một cái đường lối mới với Ukraine và họ cương quyết bảo vệ khối NATO và họ thành lập một cái gọi là một cái liên minh với nhau để gìn giữ lại cả vấn đề kinh tế lẫn vấn đề quân sự mà trong đó có lẽ vấn đề quân sự là một trong những vấn đề tiêu biểu quan trọng đối với nội các của ông Uh, chủ tịch của đảng uh, lao động thật ừ, thế bây giờ chúng ta thấy là hai quốc gia một trong hai quốc gia quan trọng ở, ở âu châu đó là anh và pháp thì anh là đã nghiêng về phía bên uh, left tức là bên uh, bên tả và pháp thì lại nghiêng về phía bên uh, far right tức là bên cực hữu quả là một vấn đề thay đổi lớn trong cái mùa bầu cử năm nay thưa quý vị chắc lại điều mà chúng ta muốn nói đến cái sự ban giao mà thân thiện giữa hữu nghị giữa hai quốc gia đó là Hoa Kỳ và Anh Quốc à, nhưng đến bây giờ liệu cái người nắm chính phủ ở số 10 Downing bây giờ liệu có còn là một trong những thành viên mà có thể nói mà cần sự gọi là đồng minh của Hoa Kỳ hay không cũng là một trong những câu hỏi và trong lúc đó thì đường lối chủ trương của ông uh, thủ tướng tân thủ tướng của Đảng Lao động lớn luôn đề cập đến vấn đề một liên minh châu Âu và cái sự thay đổi ở Anh với cái sự thắng phiếu của đảng của bà Le Pen cũng chưa hẳn là một cái quyết định mới trong tương lai mà liệu Pháp có gắn liền với NATO như những gì họ đã gắn liền hay không. À, bên cạnh đó thì tất cả những sự viện trợ dồn dập đến cho Ukraine trong quá khứ liệu có còn có thể được chính phủ Anh của Đảng Lao động của chính phủ Anh tỏ giữ giữ vững tất cả những cái lời cam kết những cái điều mà họ đã hứa với Ukraine trong tương lai hay không. Về vấn đề kinh tế thì cho thấy rằng có thể ai cũng phải nhìn nhận rằng nước Anh đi qua một cái thời kỳ rất là khắc khoải về vấn đề kinh tế và hiện nay nếu tân bộ trưởng tân là thủ tướng của bộ của Đảng Lao động của Anh nắm chức thủ tướng thì liệu bộ Lao động cũng giống như là những công an việc làm và bộ kinh tế à, cũng giống như đường lối bộ ngoại giao nó sẽ đưa cái nước anh đi vào như thế nào trong tương lai khi một liên minh càng ngày càng kháng khít với nhau giữa giữa pháp và đức nhưng cái sự thay đổi ra đi của một số đảng viên của đảng bảo thủ của pháp đảng cực hữu của pháp liệu có thay đổi cái tình hình chính trị ở châu âu không đó cũng là một trong những câu hỏi rất quan trọng thật vâng thế thì bây giờ coi về tình hình Hoa Kỳ thì anh chẳng muốn bàn về điều gì nào? Hoa Kỳ thì có rất nhiều chuyện để nói. Việc trước tiên chúng ta thấy cái con số lao động của những cái tháng 6 này đã cho thấy có những cái sự gia tăng. Vấn đề làm phát thì vấn đề tiếp diễn cũng một cách có thể nói khó có thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa ảnh hưởng đến cái vấn đề gia, ăn, gia tăng cái công an việc làm. Điều mà chúng tôi muốn nói đến hôm nay là nhìn thị trường nó ổn định. Giống như anh thấy Tesla hôm nay cái cái cái, cái gọi là cái, cái chứng chứng chỉ phiếu của chứng phiếu của thị cái cổ phiếu của họ là lên cách rất là có thể nói cô vừa lại được tất cả những gì đã mất mát trong quá khứ thân thì điều đó cho thấy người ta vẫn tin tưởng vào một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên Bên cạnh đó thì chúng ta nói hiện nay nhằm vào chủ trương hai cái quyết định vừa qua của tối cao pháp biển. Có thể nói những cái quyết định mà của tối cao pháp biển đã làm thế nào, phần nào ảnh hưởng đến tất cả những cái vấn đề gọi là dân chủ, gọi là vấn đề tư pháp độc lập của Hoa Kỳ như thế nào thì anh chắc lại cũng đã biết rồi phải không? Vâng, Để đó thì tôi cũng đã, chúng ta cũng đã nói nhiều ngày hôm uh, hôm qua rồi, thưa, thưa, thưa anh nhưng mà cái sự kiện đó hôm nay thì chúng ta còn quan, quan tâm đến là cái ngày 19, 18 tháng 9 tới đây sẽ là một ngày người ta đặt câu hỏi liệu ông Megan có giữ vững tất cả những cái gì mà bồi thẩm đoàn đã đưa ra hay là lại có một cái sự rút lại tất cả những cái quyết định vào hôm uh, ngày trong những hôm không ngày 18 tháng 9 là cái ngày sẽ xử sẽ ra cái tuyên án à uh, nhưng mà cái tuyên án đáng lý ra là chỉ còn có vài ngày nữa đó là ngày 11 tháng 7 và hôm nay là mùng năm chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta sẽ có được cái ngày đó tuy nhiên cái sự kiện đó đã không đến nữa và đến ngày 19 tháng 8, 18 tháng 9 thì bây giờ chúng ta xem lại ông Megan có thay đổi đường lối vì tất cả những cái lý do chính là từ tối cao pháp viện đưa ra về cái vấn đề quyền miền miền tố đối với một trong những cựu tổng thống của Hoa Kỳ thật vâng và khi mà, mà ông Thẩm phán Merchant đưa ra cái quyết định là sẽ rời cái ngày kết án lại, thì bên bồi thẩm đoàn cũng đã bày tỏ cho biết là họ không có phản đối cái quyết định đó của ông thẩm phán và yeah. họ cũng cho biết rằng là họ sẽ phải đổi lại cái chiến lược để mà buộc tội ông Trump bởi vì nó có một vài cái ý, yếu tố thay đổi nhất là cái vấn đề của tối cao pháp viện, thưa anh thành ra cũng chưa biết sự việc này nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà thưa nhiều anh, thì, thưa nhiều anh thì chắc biết rằng cho là có lẽ sẽ 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 không có đi đến cái vấn đề kết tội cho anh. Thưa anh, cho tôi xin sửa lại cái chữ là kết án thì họ đã kết án 34 hạng mục đó rồi. Buổi thẩm đoàn đã kết án rồi cái vấn đề tuyên án là sẽ xảy ra vào ngày theo chương trình dự trù là ngày 11 tháng 7. Nhưng đến bây giờ thì cái phán quyết của tối cao phát hiện đưa ra về vấn đề quyền miễn tố của ông cựu Tổng thống Donald Trump có một phần nào ảnh hưởng có một phần tôi nói lại một lần nữa có một phần nào ảnh hưởng đến tất cả những cái chi tiết trong vụ án bịt miệng tiền bịt miệng thành bởi thế chúng ta không biết rằng cái tiến trình nó sẽ diễn biến như thế nào mặc dầu chúng ta biết rằng vào ngày 18 tháng 9 sẽ có một cái quyết định mới của tòa án ở tại New York thượng phán Bụi. đúng là như vậy thì theo như tối ca phát viện họ cho biết rằng là họ muốn đưa những cái sự việc theo cái 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 diễn đạt của tối cả pháp viện về hiến pháp của Hoa Kỳ đối với tổng thống thì họ cho rằng là cái việc này thì các tòa sơ thẩm phải quay lại là tổng thống có thể được miễn nhiễm tức là không có được miễn tố hiểu đúng hơn chứ miễn tố thì đúng hơn trong cái trường hợp mà những cái quyết định hay những cái việc làm của ông ta nó là những cái việc làm chính thức trong cái vai trò tổng thống còn khi nào mà nó không có trong cái vai trò chính thức thì đó là cái điều mà có thể à, à, khởi tố được, thành ra có một số <laughs> những cái sự việc mà à, vì cái những cái bằng chứng mà bên công tố viên đưa ra, thí dụ như liên quan đến bà hích và trong những buổi họp ở tòa bạch ốc thì như vậy là nó có là nếu đó là những yếu tố để mà có thể kết à, tội dựa vào để kết tội ông Trump thì như vậy nó lại đi ngược lại và lại cái tinh thần của hiến pháp Hoa Kỳ theo như cái quyết định của Tối cao pháp viện Đó. thì nếu mà trường hợp như vậy thì ông thẩm phán Mơ Trân sẽ phải quyết định lại là là có những cái kết án của bên công bên bồi thẩm đoàn nó có nó có vi phạm đến cái tinh thần của hiến pháp theo như là Tối cao pháp viện đã quyết định hay không? Vâng thưa anh thì lại nhiên chúng ta đã thấy rõ tất cả những cái quyết định của Tối cao pháp viện dựa vào cái số đông là 63 tất cả thì điều đó hiện nhiên là chúng ta thấy tối cao pháp viện đã đi đến một cái quyết định nghĩa là trong những cái trường hợp chính thức việc làm của ông tổng thống thì hoàn toàn đều được biện tố nhưng bây giờ cái câu hỏi đặt lại vào cái vụ án ở tại New York thì liệu có phải là hoàn toàn tất cả các bằng chứng đều diễn ra không có nằm ở trong tất cả những cái không gian và thời gian của ông tổng thống Donald Trump hay không đó là cái điều mà chúng ta cần phải xem xét lại. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái vấn đề đã xảy ra trước cái ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa rằng hồi đó, lúc vào cái thời điểm đó, ông Donald Trump chưa hẳn là Tổng thống. À, thành bởi thế, chúng ta không biết tất cả những cái người gọi trong ngành tư pháp và đặc biệt là ông General Morgan cũng giống như công tố viên cũng giống như luật sư biển hội trong Trung sẽ giải quyết như thế này. Có thể nó sẽ dismiss cái cây 34 tội phạm này như anh vừa nói đã có những cái bằng chứng đã diễn ra thảo luận trong cái khung viên của tòa bạch ốc ở cái thời điểm mà ông Donald Trump là tổng thống thật sự thì còn quá sớm để chúng ta có thể có nhận định rõ ràng vì những luật gia chứ hẳn những cái luật gia những cái giáo sư dạy đại học luật có thể bảo đảm được cái quan điểm và nhận định của mình vì chúng ta cần phải đi đến nếu không cứ cái quyết định nào mà không được hợp lý hợp tình thì họ lại đi lên tối cao pháp viện thêm một lần nữa thì chung quy lại châu thì cũng về hợp phố chỉ có tối cao pháp viện mà họ đã có thể nói rằng là có cái quyền phủ quyết hoặc là có quyền chấp nhận vì sau khi họ quyết định cái điều này thì họ lại yêu cầu tất cả những cái cơ sở mà gọi là còn vấn đề bước mắc bởi cái vấn đề chính thức hoặc không chính thức thì ở cái cơ sở hạ tầng sẽ là những cái cơ sở quyết định Vâng và cái sự việc này thì kể cả những cái người chuyên về luật uh, hiến pháp Hoa Kỳ, tức là chuyên môn về constitutional law, họ cũng còn chưa có nắm vững được. Họ nói là cái việc này là cái việc tương đối nó không dễ để mà phân tích và nhận định. Thì đừng nói gì đến những cái luật sư bình thường mà chúng ta quen biết chúng ta hỏi thì họ cũng trả lời câu là không biết được là nó đi nó sẽ đi ra như thế nào thật sự mà nói thì đến bây giờ chúng ta có cái điều này chúng ta có thể nói được đó là tất cả những cái kết quả của những vụ án hiện nay đưa ra không thể nào có kết quả trước ngày bầu cử và ngoài trừ cái cái của tòa án toán New York thì đã xử án rồi đã, đã đã tuyên án rồi à, à, tuy nhiên à, kết án thì chưa hẳn là đã có cái quyết định cụ thể bây giờ ví dụ như họ đã kết án trước khi cái tuyên bố của tối cao pháp viện đưa ra thì bây giờ phía bên luật sư họ có quyền kháng cáo lại thì vâng. là lúc là nó là một trong những vấn đề thì bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là cái vấn đề có thể trước đây người ta nói đến vấn đề à, tuyên án của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử thì bây giờ cái có chỉ số mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đó rất đông không còn đông như lúc trước nữa mà nó đông ở cái chỗ những nào nó rơi vào thành những cử tri của đảng dân chủ và những người này hình như họ không có chấp nhận đi bầu cho ông Donald Trump nhưng bên cạnh đó họ cũng không bầu cho ông Joe Biden tuy nhiên điều đó không nghĩa họ không đi tham dự cái bầu cử này nữa thành theo một cuộc thăm dò thì cho biết như vậy vâng mà nếu mà trong trường hợp như vậy thì cái bất lợi nó nghiêng về phía tổng thống joe biden nhiều hơn là bởi vì hiện giờ cả hai bên đều ngang ngửa nhau mà bây giờ một số cử tri họ lại không có hăng hái để mà bỏ phiếu cho ông biden thì cái người mà bị thất thiệt là ông biden chứ không phải là ông trump Thật sự đến bây giờ thì chúng ta chưa thấy cái kết quả thế nên chúng ta không có thể nói là thất thiệt. Nhưng người ta thấy rằng một số lớn những cử tri đã gắn liền với cái chiến thắng của ông Joe Biden vào năm 2020. Hiện nay họ đang lượng lượng liệu những cái giây phút cuối cùng và vận động của ông Donald Trump có thuyết phục họ để trở lại phòng phiếu được hay không. Đó là một cái câu mà có thể trả lời chúng ta thấy cái kết quả như vậy mà thôi. Vâng. Vâng, vâng đó là đó đó là chuyện mà báo chuyện kết quả của cái tôi cao phát biển. nhưng bây giờ một cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải nói đến nữa thưa anh đó là vấn đề liệu trong những ngày tháng tới đây lẽ dĩ nhiên hôm qua thì ông Joe Biden đã đưa ra một cái quyết định rõ ràng là ông sẽ ở lại với cái cuộc đua này nhưng đến bây giờ cũng còn nhiều cái câu hỏi đến từ phía những thành viên của đảng dân chủ liệu ông Joe Biden có thể tồn tại được hay không thì hiện giờ thực sự ra nó cũng còn nhiều cái À, lùm xùm khó khăn thưa quý vị. kể cả trong đảng dân chủ hiện giờ có chia ra làm ba cái xu hướng. một cái xu hướng thứ nhất là cũng đã có khoảng 10 hơn 10 người à, thượng nghị sĩ hoặc là hạ hoặc là dân biểu hạ viện à, của đảng dân chủ họ muốn ông à, à, Biden hãy rút lui không có tiếp tục cái cuộc tranh cử để cho một cái người khác trẻ hơn à, à, thay thế và cũng khoảng hơn một chục người ở trong đó có nhiều người là thống đốc của các tiểu bang vẫn dứt khoát đứng sau lưng ủng hộ tổng thống Biden và cho rằng họ không có lý do gì chỉ có một cái đêm tranh luận mà không có được tốt đẹp mà chúng, mà họ lại quay lưng hay là đảng dân chủ lại quay lưng lại tổng thống Biden. Và ngược lại có thêm một nhóm nữa cũng khoảng mười mấy hơn mười mấy người là hiện giờ họ cũng vẫn tiếp tục ủng hộ tổng thống Biden nhưng họ cho rằng họ có những cái điều rất là quan tâm uh, đến cái tình trạng uh, sức khỏe cũng như là cái trí uh, minh mẫn của tổng thống Biden thưa thưa anh. Thành cho thấy có bằng cái khối này nó sẽ đi vào đâu trong những ngày sắp đến thì vẫn còn nhiều cái ẩn số mà chưa ai có thể nói một cách dứt khoát được. Cái vấn đề ở đây chính là vấn đề không biết rằng là nếu ông Joe Biden vẫn còn tiếp tục cuộc đua thì cái tỷ lệ và cái điều người ta dự đoán ông Joe Biden có thể tồn tại ở White House này nó tăng lên hay là nó thấp xuống nó thấp ở cái mức độ nào liệu cái thấp ở mức độ an có còn an toàn không hay là thấp ở mức độ mà chúng ta cần phải thay người giữa dòng tại vì nếu chúng ta không thay người giữa dòng thì chúng ta chỉ có mất thôi thua thôi đó là lý luận của những người ở đảng dân chủ thì bây giờ họ phải làm sao tìm hiểu được qua cái cuộc tranh luận vào tại, tại CNN trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự phía tất cả những người gắn bó và ủng hộ với ông Donald đối với ông Joe Biden có phần mất đi một số có thể nói cái số đó có thể quyết định được cái cuộc thắng cử vào tháng ngày mùng năm tháng 11 tới đây. Thế thì bây giờ cái chủ đích đầu tiên là tại sao người ta kêu ông Joe Biden phải ngưng ngửa như được là vì Người ta thấy cái cảm thấy, cái mục đích và cái goal, cái, 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 cái kết quả cuối cùng nó không nằm ở phía đảng Dân Chủ trong cái cuộc đua này. Tuy nhiên, về phía ông Joe Biden là một người đã được chính thức qua cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ủy nhiệm cho trở thành một ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ. Liệu qua những cái sự kiện đó và ban tham mưu của ông Joe Biden có đưa ra một cái nhận định rằng là vì ông không nghĩ đến cho ông theo tất cả những người mà ta binh vực ông hồi nào như tôi nói ông không phải là một trong những người cá nhân để lo bảo vệ cho cái cá nhân mình mà ông bảo vệ cho cái lợi ích quốc gia lợi ích của một cái sự kiện không có trùng Thế thì bây giờ nếu ông đã biết được và nhận thức được rằng cái sự tồn tại của mình nó không đem lại cái kết quả như những gì mình nghĩ thì liệu ông có còn nghĩ đến vấn đề lo cho cá nhân ông không? Lo cho một người vợ của ông, một người con ủng hộ ông hay là vì đại cuộc ông phải ra đi? À, đó là cái vấn đề mà người ta hiện nay bàn tán. Lẽ nhiên một lần nữa chúng tôi nói lại là ông Joe Biden đến bây giờ lúc tôi nói chuyện bên thì chưa có một cái ý nghĩ, có một cái quyết định nào để có thể gọi là là rời khỏi cái chức vụ ứng cử viên của đảng dân chủ. Tuy nhiên vâng, và những mà chúng ta nghe được uh, trên uh, public là ông đã cương quyết, dứt khoát là không có rút lui, tức là ông vẫn tiếp tục và cái điều đó ông khẳng định một cái hết sức là quả quyết thưa anh. Uh, nhưng, mà, thật sự. nhưng mà một trong những cái điểm đó là dĩ nhiên là cái tình hình trong vấn đề tranh cử Thì bất cứ chuyện gì khi nó xảy ra thì nó cũng có thể xảy ra Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì Tổng thống Biden đã rất là quyết liệt Và ông nói rằng là ông không có đi đâu cả Ông sẽ vẫn tiếp tục tranh cử Và ông nghĩ rằng ông sẽ thắng vào tháng 11 này Đó là cái điều mà ông cũng như là bà Phó Tổng thống ứng cử viên uh, Trong liên danh của ông đã quả quyết như thế và không có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng là họ có thể lay chuyển họ được về cái 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 nhận định như vậy à, tuy nhiên những cái người mà à, trong cái khối mà chủ trương là ông nên à, tự rút à, lui thì họ lại lo sợ rằng là cái tình hình bây giờ nó quá ư là bấp bênh là bởi vì chỉ thêm một cái lần nữa mà ông xuất hiện mà ông làm gần bằng hay là tương tự như là cái đêm tranh luận vừa rồi thì họ sẽ không còn đủ thì giờ để mà có thể xoay chuyển cục diện được thành ra cái nhìn của họ là họ chẳng thà ông chẳng thà là nó khó khăn lắm nhưng mà phải làm ngay từ bây giờ bởi vì ngay làm ngay bây giờ thì đảng dân chủ vẫn còn có thể xoay ngược ván cờ được chứ còn đợi đến tháng 9 sau một cái cuộc uh, tranh luận nữa nếu và đây là chữ nếu họ đặt ra là kết quả nó lại tệ như là kỳ vừa rồi thì họ không còn khả năng để mà làm được chuyện gì khác hết thưa anh đó là cái suy nghĩ đứng... của họ, họ đã nói Và... điều đó trên 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 public đúng như vậy kính thưa quý khán giả tất cả các thành viên kỳ cụ của đảng dân chủ trước đây có thể nói là đứng sau lưng ông Joe Biden hiện nay họ đã có một vài nhận định có thể nói khác hẳn những gì trong những ngày tháng trước đây trước khi cái cuộc tranh luận đưa ra điều mà chúng ta muốn nói đến với quý vị là đảng dân chủ họ đang nhìn tìm thấy một cái phương hướng để liều có thể giữ được ông tổng thống của đảng mình ở tại White House thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa hay là không. Vậy với những cái sự mà gọi là research, nghiên cứu thì cho thấy rằng ở cái mức độ sau cái cuộc tranh luận này thì ông Joe Biden khó có thể ở lại được White House trong vòng 4 năm tới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là ông Joe Biden sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng như những gì chúng ta nghĩ. Vì cái bài toán này nó không phải có một cái công thức như vậy. Và cái bài toán này là cái bài toán đến lúc để cho ông Joe Biden từ quyết định lấy và đến bây giờ thì qua những cái cuộc nói chuyện đàm thoại với tất cả các thành viên đặc biệt nhất là cuộc gọp mặt của trên 20 thống đốc của tiểu bang dân chủ thì cho thấy rằng vợ ông Joe Biden vẫn hứa và vẫn được tất cả các người thống đốc của tiểu bang dân chủ đứng đằng sau lưng ông. À, ví dụ chúng ta thấy nói bà thống đốc của tiểu bang Michigan, một trong những cái ngôi sao rất lớn, cũng giống như ông Gavin Newsom, một thống đốc của tiểu bang California và một vài vị thống đốc, chúng ta chưa nghe nói đến ông thống đốc của tiểu bang Pennsylvania như thế nào vì cũng đó là một trong những tiểu bang quan trọng à, Điều mà chúng ta muốn nói đến đó là cái vấn đề liệu tất cả mọi người đều có nhìn nhận cái khả năng khó đứng vững lại ở cái gọi là tổng thống của ông Joe Biden lúc này như thế nào thế tại một khi mà người ta đã đi Vâng, anh. vâng thì thực sự ra bên đảng Dân Chủ cái điều mà đối với họ là cái điều quan tâm tối hậu là làm sao không để cho ông Trump có thể thắng được. Bởi vì đối với họ, ông Trump là tất cả những cái gì mà đi ngược lại với lại những điều họ tin tưởng vào một cái thể chế dân chủ, thưa anh. À, đó là những cái điều mà đảng dân chủ trọng tâm của đảng dân chủ là đối với đảng dân chủ là làm sao không thể để một cái việc tai hại đối với họ. Đó là ông Trump sẽ đắc cử. À, Như Một điểm nữa mà tôi cảm thấy rất là lo lắng mà không để họ nói đến bởi vì họ quá chú tâm đến cái việc ông Trump đó là cái việc tổng thống Biden à 4 năm nữa so với cái tình trạng của ông bây giờ thì 4 năm nữa nó rất là dài. Thì liệu nếu mà ông tiếp tục à, ông Biden ra tranh cử và trong trường hợp ông thắng thêm một cái nhiệm kỳ thứ hai thì đến năm thứ hai ông có còn được cái minh mẫn như là bây giờ hay không? Hay là cái sự minh mẫn của ông bây giờ nó đã kém mà hai năm nữa nó còn tệ hại hơn? thì lúc đó ai sẽ là cái người nếu mà có chuyện gì xảy ra khi mà phải đối đầu với lại Iran phải đối đầu với lại những cái khủng hoảng ở Đông Âu như là Ukraine hoặc là ở Trung Đông hoặc là ở Đài Loan người ta cần phải có những cái quyết định chỉ có ông Tổng thống có thể quyết định được thôi chứ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không thể quyết định được thì với cái tình trạng của ông Biden thì liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng để ứng phó hay không? Lại nhìn kính thưa quý vị, câu hỏi vẫn là câu hỏi và cái vấn đề gọi là quyết định cuối cùng ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử và người đại diện cho đảng Dân Chủ vẫn là một cái quyết định tối hậu đứng về phía đảng Dân Chủ. À, tuy nhiên bên cạnh đó, cái điểm mà một vài người trong thống đốc cũng như tất cả các đại diện của dân cử của đảng Dân Chủ người ta quan tâm đến cái vấn đề đó là vấn đề liệu Đảng dân chủ có còn nắm được hạ viện và nắm được thượng viện hay không vì bây giờ có thể nói đến một cái giai đoạn chức vụ tổng thống đã là một cái vấn đề quyết định khó khăn nhưng bây giờ vấn đề thượng viện và hạ viện nếu ông Joe Biden còn ở trong cái chức vụ ứng cử cho tổng thống thì liệu những cái chiến thắng, những cái sự hỗ trợ của những ứng cử viên cho Đảng dân chủ ở chức vụ thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang có được nắm cái thế thượng phong hay không Tôi vẫn không nắm rõ được tại sao đảng Dân Chủ lại quan tâm là nếu ông Biden tiếp tục ra tranh cử thì nó sẽ làm cho những cái cuộc tranh cử về thống đốc hoặc là hạ viện lại có thể bị ảnh hưởng. Là bởi vì thắng hay không thắng phải do chính những người đó họ tự lực, họ tranh vận động tranh cử chứ đâu phải chỉ có dựa vào ông Biden mà bây giờ ông Biden tiếp tục ví cái tình trạng như vậy. Thì... Thật sự mà thưa anh tôi có thể câu trả lời với anh rất rõ ràng Ông Donald Trump là một trong những người đã ủng hộ rất nhiều Cho những vị ứng cử viên của uh, Hạ Viện Cũng giống như là dân biểu liên bang và thượng nghị sĩ của liên bang Thành dù sao đi nữa cái ảnh hưởng của vị ứng cử viên Tổng thống và tổng thống có thể nói rất quan trọng Đối với những ứng cử viên trong thuộc đảng mình Ở những chiếc ghế của dân biểu liên bang Cũng giống như là thượng nghị sĩ của liên bang Cái điều mà người ta muốn nói đến liệu cái sự thay đổi toàn bộ của đảng Dân Chủ có tạo nên một cái niềm tin tưởng để cho tất cả các ứng cử viên cũng giống như tất cả các sự tri có thể quyết định để dồn phiếu cho họ hay không. À, nếu còn ông Joe Biden nữa thì liệu tất cả những cái người đó không đi bỏ phiếu anh nhớ lại một lần nữa không đi bỏ phiếu thì tất nhiên là họ lơ là việc đi bỏ phiếu thì tất cả những ứng cử viên của đảng cộng đảng dân chủ ở những ghế hạ viện cũng giống như ở tại thượng viện rất là nguy hiểm very real party yeah. Right vâng thì bây giờ chúng ta có lẽ cũng chỉ có một cách là chờ xem vào tối ngày hôm nay khi tổng thống Biden có một cái interview với lại đài ABC thì vâng đúng như vậy không biết ông, Thưa sẽ anh, nào, ông sẽ đúng làm, như vậy khả năng của ông sẽ như thế nào interview thì nó cũng đỡ hơn đó vì cái này là thâu trước rồi phát lại chứ đâu có phải like phải không anh À, tối nay thì đây là một cái buổi thâu trước và phát lại nhưng mà cái điều này không có không có cái vấn đề mà sửa chữa để họ để nguyên cả cái đó để họ chiếu trên kênh truyền hình của ABC đúng với cái hợp đồng của à hai bên à, thưa anh thì tối hôm nay đài ABC họ sẽ chiếu trực tiếp cái buổi phỏng vấn của Papadopoulos là một trong những phóng viên kỳ cổ của kênh ABC và ông này cũng là một trong những người thành viên của dân chủ đã rất phỏng vấn nhiều thành viên cao cấp của đảng dân chủ nếu buổi hôm nay mà ông Joe Biden chứng tỏ được cái cánh cân của ông còn cầm được ở trong tay. Và tối hôm nay với cái sự lạc quan của ông về một cái đường lối và cái tư duy quan điểm chính trị của ông vẫn còn ở trong cái bộ nhớ của ông. Và một cái thái độ của một người ở tuổi 81 tuổi có thể lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ qua những cái biến chuyển, qua những cái biến cố khó khăn mà Hoa Kỳ có thể đương đầu trong tương lai. Vì chắc là quý vị đã thấy anh cũng thay đổi, Pháp cũng có thể thay đổi, bên Ý cũng thay đổi. Những cái điều đồng minh châu Âu của quý vị đang có thể từng bước, từng bước và họ xa rời với Mỹ hơn. Thì cũng là, là, một trong những vấn đề. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là đương nhiên là câu hỏi thì ông Biden sẽ không có được biết trước là người ta sẽ hỏi ông những câu gì. Nhưng mà ít ra ông cũng biết là người đoán được là người ta sẽ hỏi ông về những cái đề tài nào để mà có một cái sự chuẩn bị, những cái những cái đối đáp của trả lời của mình. Nhưng mà kỳ này thì không có teleprompter, chắc chắn là không có teleprompter. Thì liệu ông có, dù cho có chuẩn bị, liệu ông có nhớ được những cái nội dung để mà ông có thể ông trả lời cho cách cho nó hùng biện là ông có đủ khả năng và đủ cái năng lực để mà có thể tiếp tục làm tổng thống thêm 4 năm nữa không? thưa anh đối với những phóng viên đối với những người làm báo chí chúng ta chúng ta ở một cái, cái một cái điều kiện có thể nói thiếu sót rất nhiều những cái tư liệu những cái tư vấn tất cả những cái được gọi là để có thể tru tâm, suy tập uh, suy tìm được truy tìm được tất cả những cái sự kiện hầu chúng ta mang lại một cái hình ảnh rõ ràng cho một cái chân dung của một ứng cử viên mà chúng ta còn biết những cái gì cần phải hỏi, cái gì cần phải nói và cần cái gì cần phải để cho khán thính giả chúng ta biết thì tất cả những cái sự việc đó qua một cái hệ thống truyền hình như ABC thì không thể nào không cân nhắc và đưa ra những cái vấn đề thiết thực cho cuộc tranh cử này nhưng ngược lại thì chắc quý vị cũng thấy rằng ông Joe Biden bên cạnh ông, tất cả những người mà có thể nói hùng hậu trong cái lực lượng tranh cử của ông, có thể họ đã nhìn được cái gương của CNN trong những ngày trước, tuần lễ trước đây, và họ hôm nay họ không để cho một cái kẻ hở nào, một cái sơ hở nào. Nhưng cái vấn đề hôm nay là vấn đề liệu ông Joe Biden có đương đầu được với tất cả những cái thực tại của ông hiện nay hay không? Đó là cái câu trả lời. Mà thôi, chắc lẽ sẽ đưa đến cái câu trả lời qua hình ảnh của ông tối nay để quyết định rằng liệu ông Joe Biden có tồn tại hay không. Thì tự nhiên, chúng ta nhìn thấy cái cuộc phỏng vấn tối hôm nay được chuẩn bị một cách rất rõ ràng và có thể nói được hai bên đưa ra kể từ người phóng viên hỏi cho đến khi người trả lời. Thì có thể nói rằng chúng ta sẽ thấy cái kết quả của cái việc ra đi hay ở lại của ông Joe Biden thế. Vâng, thì thực sự ra thưa anh đoàn trọng, cũng như thưa quý vị, chính cá nhân chúng tôi à, nhiều khi cũng nghĩ một đằng nhưng mà cũng nói lộn một hai chữ thỉnh thoảng à, đã xảy ra. Thì cái chuyện mà nó lộ một hai chữ đó là cái chuyện mà tôi nghĩ mọi người vẫn có thể thông cảm được đối với tổng thống Joe Biden như là ông đã từng mắc phải rất nhiều lần. Tuy nhiên tôi cái điều mà tôi ái ngại là liệu tối nay không biết ông sẽ trở lại như thế nào. Cũng mong rằng là ông có thể ông có đủ cái sự minh mẫn để mà nhớ những cái gì mình cần phải nói và có thể diễn đạt được cái tư tưởng những cái suy nghĩ của mình một cách nó mặc lạc nhưng mà qua Cơ, coi coi một vài cái phát biểu của ông trong cái ngày lễ độc lập hôm qua à, ông cũng có tham dự những cái buổi mà có nhiều người người cư dân cử tri đã đến trong tòa nhà bạc trong cái vườn của nhà bạc ốc thì đấy ông cũng phát biểu nhiều cái nó cũng lộn lộn xộn lắm thưa anh và ông lộn, là, lộn, lộn nói lộn tóm lại ý. thưa anh lẽ nhiên chúng ta còn quá sớm để phê bình và nhận xét tất cả những cái điều gì tuy nhiên cái điều mà chúng ta phải nói rằng là một vị tổng tư lệnh, là một vị lãnh đạo của một quốc gia, là một vị được người dân tín nhiệm ở những cái quyết định cuối cùng của quốc gia thì không thể nào có những cái lầm lỡ, nhầm lỡ, lầm lộn được, không thể được. Chứ chúng ta không thể nói ô vì tuổi già hay không tuổi già hay tuổi lớn hay tuổi nhỏ không phải là cái vấn đề mà cái vấn đề không thể lẫn lộn được và tất cả những sự kiện trong cái cuộc phỏng vấn với tranh luận với ông Joe ở uh, Donald Trump tại uh, CNN thì những cái sự kiện đó không thể nào chấp nhận nếu một lần nữa có những cái cử chỉ như vậy và có những cái điều mà cho thấy rằng cái cái, cái, cái tư duy của ông cũng giống như cái sự gọi là nhạy bén của ông không còn nữa thì quốc gia Hoa Kỳ dù dân chủ hay là cộng hòa cũng không thể nào để đưa một người như vậy lên lãnh đạo quốc gia thành ra chúng ta cái điều đó thì bắt buộc không không, không thể nào đó ô ai cũng có lầm lỡ nhầm lộn không ông tổng thống thì không thể có những cái con số nhầm lỡ được ông tổng thống thì không thể để là cho nói từ ukraine lộn qua ở ba lan được không không thể được như vậy được là vì ông tổng thống mà anh anh thấy rõ ràng như vậy đâu phải là bộ tham mưu của anh trung quen ông hết rồi thành ra điều đó cho thấy nhưng anyway cách gì thì chúng ta cũng chờ đợi tối nay để xem coi tình hình nó sẽ thay đổi như thế nào và đặc biệt rằng họ sẽ chiếu trên kênh truyền hình ABC cái buổi gặp gỡ của ông Donald Trump à, của ông Joe Biden và liệu ông Donald Trump sẽ là cái người vừa rồi anh biết ông Donald Trump đưa ra một cái đề nghị là không cần phải thời gian không cần phải ở đâu hết chỉ có tôi với ông thôi hai người sẽ đấu khẩu với nhau liệu để cho người dân thấy thế nào thì anh thấy cái khí thế của ông Donald Trump như thế nào qua cái sự gọi là tranh luận giữa hai bên đó. là không cần những người host đặt ra những câu hỏi mà hai vâng. bên cứ đặt câu hỏi để mà, mà coi như là tranh luận với nhau người này có quyền đặt câu hỏi cho người kia và người kia có quyền đặt câu hỏi ngược lại cho người này hai bên cứ nói nhau trước ống kính truyền hình để cho cho cử tri có thể được thấy rõ. Lại nhìn chúng ta phải nói đến là gọi là trẻ khôn qua già lưu lại bất kỳ những cái tuổi tác đã lớn rồi thì không thể đi ngược lại với cái cái gọi là tự nhiên của con người được mà ở một cái chức vụ đòi hỏi nó không cho thấy có những cái sự thiếu sót những cái sự bén tế nhị hoặc là bén nhạy cảm ở trong những cái việc làm của họ thì có thể nói ông Joe Biden có thể nói đứng trước những cái vấn đề rất là nguy hiểm để chờ đợi tương lai của ông tuy nhiên Điều đó không có nghĩa là ông sẽ là cái người rời cuộc vì nếu ông chấn chỉnh lại được và phía bên cạnh ông cũng còn có những người đồng tình với ông như là Gavin Newsom, như là Wisman thì tất cả những sự kiện này nó có thể hóa giải mà không phải hóa giải một ngày, hai ngày nhưng bắt buộc phải hóa giải một cách toàn vẹn từ đây cho đến ngày Đại hội Đảng Dân Chủ thật. Vâng, thưa quý vị và thực sự gia thưa anh Trọng có thể cho tôi trở về vấn đề của địa phương Nam California được chưa anh? Dạ vâng thưa mời anh dạ yeah. vâng, thưa quý vị trong cái tuần lễ vừa qua thì thời tiết cả hai miền nam và bắc cali đã trở nên rất nóng à, và trong cái mùa lễ độc lập của hoa kỳ mà chúng tôi thấy ở nam cali tôi không biết bắc cali có vấn đề gì không chỉ nghe nói một cái vấn đề duy nhất là có thể cuối tuần này là sẽ có một cái cuộc biểu tình à, ông trước cd không biết là sự việc đó là như thế nào Tuy nhiên ở Nam Cali thì nó có nhiều chuyện lộn xộn quá thưa anh. À, ừ. thì từ cái chuyện mà trong nội bộ thành phố Westminster tiếp tục cứ uh, chùi dập nhau không ngừng, không biết cái khi nào họ mới dừng lại giữa nhóm này và phe kia. Và thứ hai nữa là cái việc uh, uh, là... ngày sáng ngày hôm nay tôi đọc được cái tờ báo LAX họ lại đưa ra cái vấn đề uh, tiền bạc lem nhem lên đến, đến mười mấy triệu đô la, trong đó có khoảng ba triệu là cho đến giờ phút này vẫn chưa có kiểm chứng và người ta không biết là cái số tiền đó bây giờ nó đi về đâu, nó giao cho ai? Đây là tiền thuế của người dân của quận Cam đã được sử dụng để mà, mà tài trợ cho một cái tổ chức do con gái của ông Andrew Đỗ à, và cái chuyện này nó đưa ra từ khoảng có lẽ là từ khoảng giữa năm 2023 là bắt đầu truyền thông báo chí họ chú ý đến và tiếp tục không ngừng bây giờ thì nghe nói rằng nó đã không biết anh trọng có coi cái đó chưa anh Vâng, tôi cũng có theo dõi vì tôi được biết rằng là đến bây giờ cuối tháng 6 là cái deadline để cho cái tổ chức của con gái ông Andrew Đỗ đưa ra tất cả những cái chi tiết cụ thể, những cái kết quả của việc sử dụng cái số tiền lên tới 3 triệu đô la. Nhưng đến bây giờ là qua tới ngày hôm nay là ngày mùng 5 rồi, bên ủy ban mà họ yêu cầu có cái 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 chứng minh giấy tờ tiêu thụ như vậy cái số tiền đó cũng vẫn chưa nhận được cái kết quả đến từ phía của cái tổ chức của con gái ông Andrew thưa Vâng thì thực sự ra đối với tất cả quý vị ở xa chưa có rành về cái việc này thì vào khoảng 3 năm qua thì cái tổ chức con gái của ông Andrew Đỗ đã nhận được khoảng 11 triệu uh, tất cả trong trong hai vòng 2 3 năm thì trong số đó nó có 3 triệu mà người ta nói rằng hiện giờ không biết nó đi về đâu. Và quận Cam đã quyết định là audit tức là kiểm tra lại tất cả những cái chi thu của tổ chức con gái của ông Andrew Đỗ đó là tổ chức Việt Society Việt American Society. Thì họ cho đến cái tháng tư là cái hạn phải nộp tất cả mọi giấy tờ uh, chi thu để họ kiểm soát nhưng mà đến tháng tư đó đã không họ đã, bên cái tổ chức của con gái của người đô độ đã không có nộp và họ quận cam cho họ gia hạn cho đến chủ nhật ngày 30 tháng 6 là hạn chót để mà nộp tức là đã được gia hạn rồi đã thưa quý vị nhưng mà ngày 30 tháng 6 đã trôi qua mà hiện giờ vẫn chưa thấy tổ chức này nộp hồ sơ thưa anh thì theo như cái người luật sư đại diện cho uh, tổ chức việt america society ông uh, Wincho ông này cho biết rằng là uh, họ thiếu sót rất nhiều uh, giấy tờ hồi xưa khi mà họ làm ăn họ có trả tiền cho một số những cái người vendor những cái người mà cung cấp đồ ăn vâng hoặc là những cái dịch vụ vân vân thì họ không có giữ giấy tờ thành ra bây giờ họ phải đi trở lại để mà tìm cách lập lại những cái giấy tờ đó để mà có thể đưa cho quận cam và họ cũng làm được khoảng nhiều phần trăm rồi chỉ còn có thiếu một ít thì thêm cho họ thêm một ít ngày nữa, họ sẽ làm xong họ sẽ nộp. Ừ. Thì cái điều mà tôi thắc mắc như vậy thưa quý vị cũng nhân trọng. 11 triệu đô la mà đâu không phải là một số tiền nhỏ thưa, thưa thưa quý vị. Thế mà bây giờ lại làm việc mà có nhiều cái không có hóa đơn là làm sao? rồi bây giờ mới lại tạo lại hóa đơn mà tạo lại hóa đơn thì thì điều đó người ta có cảm thấy cảm giác rằng là nó trung thực hay không hay là lại có những cái không chính xác làm Đúng. lại thì làm sao mà mà đã hai ba năm trôi qua rồi bây giờ mới làm lại giấy tờ thì làm sao mà bảo đảm được rằng là nó trung thực và nó chính xác chứ anh vâng lại nhiên thì chúng ta cần phải qua một cái giai đoạn để quỹ ủy ban thanh lý họ xem xét từng cái chi tiết cái điều chính là chúng tôi muốn hỏi anh hôm nay thấy cái số tiền 11 triệu đó ông đưa cho con gái của ông lúc đó ông có nói cho cái hội đồng quân cam biết rằng cái người mà đứng nhận được tiền này là con gái của tôi, mới 22 tuổi hiện nay đang đi học luật ở trường đại, đại học ở UCI không thưa anh. À không thưa anh, ông chỉ có nói cho biết rằng là ông không có muốn tham dự vào cái cuộc bỏ phiếu. và ừ. ông đi ra ngoài. Ông không ừ. nói cho những người đồng viện À, tức là những cái người giám sát viên đồng viện của ông biết rằng là cái số tiền này họ cho cái tổ chức Việt America Society là cái tổ chức do con gái của ông sáng lập và làm 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 chairman tức là làm chủ tịch thưa anh. Vâng, thế đến bây giờ tất cả cái sự việc nó đã rõ ràng ra và người con gái của ông là một trong những người chủ tịch của cái cái cái, cái non profit Vietnamese American uh, Vietnamese American Yen thì tổ chức đó tên là gì charity tên hay là, là gì Viet American Society a society thế thì bây giờ đã đến lúc tất cả những người đó đã biết như vậy rồi thì họ có cái hành động như thế nào những người, anh đó là quận cam à hay là những vâng người đó. cả ngay cả quận cam có họ có đòi hỏi ông này phải cho biết rằng tại sao muốn nghe ông này nói đưa một cái số tiền cho con gái của mình thì lẽ nhiên chúng tôi không nói luật nó cho phép hay không cho phép nhưng ít nhất cũng có thấy một cái gì nó có vậy interest conflict thì, ở trong đó yeah. thì ông báo hỏi ông Andrew Đỗ vào năm ngoái thì ông có trả lời rằng Luật không có đòi hỏi ông phải cho biết là con gái ông là cái người sáng lập ra Việt America Society và thành thử ra ông không có thông báo cho những người đồng viện. Tuy nhiên theo ông giám sát viên Vince San Samiento thì ông này cho biết rằng là ông rất là là thất vọng bởi vì ông bỏ phiếu yes để cho cái tổ chức Việt America Society. Ông không có suy nghĩ là đây là tổ chức của con gái của một cái người đồng viện của mình nếu biết cái việc đó chưa chắc ông đã bỏ phiếu yes thì đây là điều mà làm cho ông cảm thấy ông không có bằng lòng về cái việc làm không có minh bạch dĩ nhiên ừ. là ông anh đỗ không có vi phạm luật khi mà ông không thông báo cho những người đồng viện biết nhưng mà họ nói rằng cái việc đó đối với họ là rất cực kỳ thất vọng là bởi vì đúng ra họ nghĩ rằng ông phải cho họ biết khi mà ừ. họ phiếu như vậy thế thì cái lúc mà ông chủ tịch hội đồng giám sát quận cam lúc mà ông bỏ phiếu đó ông có ngoài 80 tuổi không không có được anh ông này à? là một luật sư cũng còn trẻ và vâng. còn trẻ thế anh thấy ông còn trẻ mà không đi đến một cái, cái cân nhắc thật kỹ who is this người này là ai tại vì một cái số tiền lớn như vậy họ là người được dân bầu họ phải bảo vệ cái quyền lợi người dân bầu à. thì cái lỗi là lỗi chính của những người này tôi đồng là... ý với anh Trọng tôi đồng ý với anh chậm là đúng ra đó là mình mình có các trách nhiệm khi mà mình bỏ phiếu yes mình phải hỏi cho nó kỹ lưỡng và mình phải đặt những những cái vấn đề để mà bảo đảm rằng cái quyết định của mình nó trung thực và nó đã được cân nhắc cẩn thận có một cái điều mà tôi thấy nó rất là tôi rất ngạc nhiên khi mà đọc những tờ báo này là họ cáo buộc rằng là nhân viên của quận cam đã đề nghị các giám sát viên bỏ phiếu yes cho cái tổ chức này và vì có cái sự đề nghị của nhân viên cộng cam các giám đốc thành thử ra các giám sát viên họ nhắm mắt họ bỏ phiếu đáng vâng. ra họ phải hỏi cho nó tường tận vâng. nhưng họ không hỏi mà họ chỉ thấy nhân viên đã đề nghị như thế thì họ cứ bỏ phiếu yes để cho cái cái nhân quỹ này và thực thế sự ra là mười triệu nhưng mà nghe nói sau này là có thêm những cái phụ trội khác mà cuối cùng con số nó lên đến 13 triệu thưa anh. Thế thì nhân viên đưa ra những cái sự gọi là hậu thuẫn cho cái việc để cái số tiền đó trao cho cái tổ chức việc American the, do con gái của ông uh, Andrew độ làm chủ tịch. Thì cái điều đó nó có phạm pháp không? Có sai không? À không, nhưng mà nếu mà nếu mà người ta chứng minh được rằng ông có một vị giám sát viên nào đã thúc đẩy cái chuyện đó thì đó là cái phạm pháp thứ anh. Thế thì xin hỏi là những cái người mà trong ủy ban đó họ có trên 81 tuổi, trên 80 tuổi không hay là họ cũng là những người dưới 70, 80 tuổi. Đa số đều là ở cái tuổi ngoài 50 thôi. Đó là những cái chi tiết mà chúng ta có thể dựa vào đó đi đến kết luận. Thế thì ông Andrew Đỗ là cái người là luật sư, ông biết luật lẽ dĩ nhiên luật không cần phải nói ra nhưng ông đưa một cái số tiền lớn cho con gái của ông không ai đưa tin tức ra hết thì liệu những cái người đó đã hoàn thành cái công việc mà người dân tín nhiệm để bảo vệ cái quyền lợi của người dân qua tiền chi tiêu tiền, tiền thuế không trên và, và đến anh anh cho tôi chút xíu nữa và đến bây giờ cái khoản chi tiêu nó không được rõ ràng và đến bây giờ, tôi không nói là rõ ràng là tại vì nếu rõ ràng thì đã có từ lâu rồi chứ mắc gì phải đến bây giờ mà chưa có rõ ràng ra thì cái điều đó cho thấy chúng ta có quyền đặt cái câu hỏi lẽ nhiên chúng tôi nói lần là... vâng. tiếp mời, mời mời anh mời cái anh. điều mà tôi tôi cảm thấy sừng sốt phải nói là sừng sốt mới mới đúng được hết cái tâm trạng của tôi là mười mấy triệu đô la để mà làm đồ ăn và cho giao đến nhà của những người cao niên hoặc là những người gặp trong cái hoàn cảnh khó khăn Uh, cả một cái tổ chức như vậy mà không có ai là cái người chịu trách nhiệm bây giờ khi mà cao ti họ coi đòi coi sổ sách thì bây giờ mới lòi ra là có nhiều cái khoản chi tiêu không hề có biên lai không hề có một cái gì hết thì làm wow, sao wow. mà không ai không chứng thưởng cho được chứ anh yeah. thế thì xin hỏi anh vào cái thời điểm ông Trần Thế Ban được bổ nhiệm vào chức vụ là chánh văn phòng ngoại vụ ông có biết cái, những cái sự kiện này không thưa anh tôi nghĩ là một cái người đã là tránh văn phòng tức là cái người phải coi tất cả mọi cái việc làm điều hành những cái chương dự án những cái chương trình cho 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 văn phòng của giám sát viên của mình ông phải nắm vững chứ nếu không thì trả lương cho ông lên đến 100 hơn 100 ngàn để làm cái gì không lẽ ông lại nhưng mà ngồi... thưa anh nhưng, tên những cái sự kiện những cái sự kiện nó xảy ra trước khi ông trở thành là tránh văn phòng cho ông Andrew Đỗ thì sao cái, không có lành à, một số những cái quyết định này và những cái việc mà à, điều hành cái của các tổ chức việc America Society này nó là trong cái thời gian ông là tránh văn phòng cho ông Andrew Đỗ nào có một số những cái khoản tiền này nó nằm trước đó nhưng mà từ cái lúc ông làm tránh văn phòng thì tại sao ông không cho nhân viên theo dõi hoặc là ừ. phải đứng ra ông thúc đẩy nhân viên của văn phòng giám sát viên theo dõi việc này chứ ông là Thế tránh văn thì... phòng quá Vâng, thế thì theo như cái nhận định của anh thì anh nghĩ rằng cái cuộc thất bại có thể nói tệ hại của ông, anh, của ông Trần Thế Văn ở cái chức vụ ứng cử viên cùng với bà Z Nguyễn, giám sát viên địa hạt 1. Mà ông thua một cái số phiếu có thể nó khó có thể tưởng tượng được. Anh nghĩ rằng có phải là vì ảnh hưởng của cái sự việc mà ông gắn liền với ông Andrew Đỗ trong cái thời kỳ anh làm ở trong cái chức vụ là tránh văn phòng ngoại vụ cho ông Andrew Đỗ hay không? Uh, tôi nghĩ rằng là không những nhiều người nghĩ như vậy Mà chính ông Trần Thái Văn cũng đã lo ngại Cái chuyện đó trong cái thời gian ông đã tranh cử Đó là lý do tại sao Trong khoảng tháng 10 uh, Trước cái ngày bầu cử Một tháng trước ngày bầu cử Ông chối bài bài Ông trả lời trên cái tờ báo Tôi không nhớ là Voice of OC hay là OC Register Một trong hai tờ báo của Quảng Cang Rằng là Ông không có liên hệ gì với ông Andrew Đỗ cả uh, hoàn toàn không có liên hệ gì về công ăn việc làm với ông Andrew Đỗ. Một cái người tránh văn phòng mà của giám sát viên mà lại nói không có liên hệ gì với ông giám sát viên là làm sao? Tức là điều đó ông thấy rằng cái vụ xì căng đang này nó đang nổ lớn và ông sợ liên lụy đến ông. Thành ra ông chối bay bài, bài cái việc ông có liên hệ với lại ông Andrew Đỗ mặc dù ông là tránh văn phòng của ông ta. Thế thưa anh, anh là cái người cũng có nói có những cái tin chưa chính thức ông Trần Thế Văn sẽ ra ứng cử nghị viên của thành phố Westminster thì anh nghĩ rằng cái trong quá khứ với những cái việc làm với cái chuyện như vậy liệu ông có đủ tư cách và xứng đáng để đi ra cái chức nghị viên của thành phố Westminster hay không? Tôi nghĩ rằng là ông Trần Thái Văn không nên ra tranh cử nữa, ông nên chấm dứt cái việc là liên can về chính trị bởi vì nếu mà một cái người ứng cử viên mà tự hào mình là bố già của một cái nhóm chính trị một cái phe đảng chính trị thì là một cái người tôi thấy rằng không có cái tư cách để mà đại diện cho người dân chứ anh đại diện cho người dân mà tự hào vỗ mình khi người ta khen mình là bố già thì cảm thấy hãnh diện thì tôi nghĩ rằng là không xong rồi à... đó là cái cái chữ hạnh diện là anh nói thôi chứ ông đâu có nói là ông hình diện với cái chữ bố già đó đâu ông không nói hẳn ra nhưng mà ông nhận cái chữ bố già đó là nếu mà không cảm thấy rằng nếu như là tôi ai nói tôi là bố già của một cái nhóm nào đó tôi phải lập tức uh, nói rằng tôi không có bao giờ muốn có được một cái danh xưng như vậy thưa anh thì lại đương nhiên là muốn hay không muốn là cái quyền của cá nhân ông còn cái chuyện người ta nói là cái quyền của người ta ở một cái xứ tự do ngôn luận mà anh cái vấn đề chính là là có khi nào ông hỏi lại ông đã làm cái gì để cho người ta gọi ông là bố già hay không mới là cái câu hỏi chứ thưa anh vâng thì đồng ý với anh trọng nói cũng đúng đó nhưng mà cái điểm quan trọng là suốt từ năm 2000 năm 2006 cho đến giờ từ khi mà ông được đưa ra cái chức bố già và trên rất thường xuyên xuất hiện trên nhiều nơi mà ông không hề có một cái linh tiếng nào về cái việc đó thì tôi nghĩ rằng một một người nào đó đưa cho tôi những cái danh từ gì cái chức vụ gì hay là cái tên tuổi gì mà tôi cảm thấy nó là một cái điều tôi xấu hổ thì tôi phải ừ. lấy tiếng ông ừ. không lấy tiếng thì tôi đối với tôi rằng đó là cái điều mà ông công nhận thế thì tôi nghe mà một vài nhân vật họ nói rằng là có thể rằng là ông là cái người mà đã chỉ định quyết định và có thể nói ban tham mưu cao cấp để gặp để hỏi để quyết định là người nào ra tranh cử ở tại thành phố Westminster. Thế tại sao ông lại quan tâm đến cái thành phố Westminster nhiều như vậy? Nó có được cái gì đó ở đó đặc biệt không mà cứ quan tâm nhiều như vậy thưa? Anh? Cái anh nghị nói, viên ở là... đó, À, ông ông Trần Thế Văn thực sự ra thì quan tâm đến thành phố Washington bởi vì ở đó nó có nhiều dân cử mà đã từ hồi năm 2004 đã nằm đã coi như là gần như là đã hàng phục đối với ông Trần Thế Văn và họ xưng tụng ông là bố già là đại ca của họ lãnh đạo của họ thành ừ. thử ra ông quan tâm đến người đó và ông muốn rằng uh, ông là cái người uh, có cái, cái 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 quyền lực đối với thành phố Washington Ông Trần Thái Văn hồi năm 2004 anh. Lúc đó tôi cũng đã đóng góp rất nhiều tài chính trong Trần Thái Văn vì tôi muốn có những người Việt Nam lên chức vụ cao hơn. Đó là năm 2004 Trần Thái Văn ra tranh cử chức giám chức dân biểu dân bang California là Assembly, okay. State Assembly. Thì ông Trần Thái Văn là người đầu tiên ra tranh cử State Assembly một cái chức vụ mà chưa bao giờ người Việt Nam nào uh, đã tranh cử thì cái đó tôi ủng hộ ông về tài chính cũng rất là nhiều thì ông có nói với tôi rằng ông và ông yêu cầu tôi ủng hộ cho một số người trong trong nhóm của ông thì tôi cũng đã là thực hiện cái việc đó để giúp cho ông thì ông có nói với tôi như vậy những bà nói với đảng cộng hòa là ông là cái người giữ cánh cổng của những ứng cử viên và những người dân cử chính trị trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bất cứ ai muốn đi vào con đường đó thì phải đi qua ông và ừ. lúc đó bà chan nguyễn cũng đã là cái người mà gia nhập vào cái nhóm của ông và thắng được cái chức nghị viên thành phố garden Grove nhưng sau này khi tôi hỏi bà thì bà nói là thực sự ra nhìn vào bên ngoài thì ai cũng một số người trong nhóm của ông trần thế văn cho là như vậy nhưng mà thực sự ra bà thắng được chức nghị viên là do tự lực cánh sinh của bà bà đã đi bộ rất nhiều bà đi bộ qua cửa từng nhà và bà tin tưởng đó là lý do và sau bà thắng nhưng mà sau đó thì bà bất mãn với lại cái cách làm việc độc tài của nhóm ông Trần Thế Văn thành ra bà đã rút ra ngoài và tự mình ra tranh cử chức giám sát viên đối đầu với ông Nguyễn Quang Trung là cái người mà ông Trần Thế Văn đưa ra thì quý vị cũng đã biết rồi, sau đó là bà Trần Nguyễn thắng ông Nguyễn Văn Trung có vài lá phiếu thôi hình như là ba là phiếu, ba là phiếu, yeah Ừ. thì cái đó nó cũng còn chưa hạ chưa hẳn là cái chuyện mà của chấm dứt cái vấn đề mà gọi là của cuộc đời chính trị ông Trần Thế Văn nhưng mà bây giờ trở lại một cái sự kiện là tôi không biết đấy nhưng mà nghe anh nói cũng có những cái tin đồn thì tôi sẵn tiện là tôi hỏi anh à, thế thì anh nghĩ rằng À, cái chức vụ bằng nghị viên của thành phố này nó có béo bở gì không nó có cục mỡ cục xôi cục thịt nào không mà một vị luật sư như vậy mà tiếng tâm nổi là maf là coi như là bố già coi như là đã nắm những cái chức Ôi, vụ quan trọng mà, mà không ơi. nhảy bây giờ đi có khi nào anh đi dạy học một cái trường học anh làm hiệu trưởng rồi rồi anh trở lại đi làm lao công cho cái trường đó không thì có Đã thể nói hay. rằng, à, thì tất nhiên đây cũng phải có một cái câu hỏi gì, đằng sau cái chuyện này, hay là ông thấy cái tình hình của thành phố Westminster nó quá tệ hại đi rồi ông phải đứng ra, hy sinh tất cả để lèo lái là cái thành phố mà mang tiếng là thủ đô của người tị nạn thì chúng ta cũng phải nghĩ có những cái điều tốt với ông chứ có phải là hay không, hay là chúng ta tạm quên cái đó để nói những cái điều gọi là tiêu cực với ông thôi Vâng, tôi không hiểu rõ được cái động lực của ông Trần Thế Bằng nhưng mà tôi suy nghĩ theo cái bình thường thì tôi thấy nó có nhiều cái câu hỏi mà cảm thấy rằng nó không có được tốt đẹp chút nào. À, một trong những cái việc đó là lương của người nghị viên thành phố Westminster có vài trăm đô la một tháng thôi, à, thành ra nó không phải là cái số tiền để mà có thể dựa vào đó mà mà sinh sống được. Để. Thứ hai đó là à, trước đây vài nhiều năm có lần có nhiều người đề nghị ông ra tranh cử thị trưởng thành phố Westminster trước khi mà ông 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 Tạ Đức trí ra tranh cử thị trưởng thì ông đã gạt băng đó ra ông nói rằng ông đã từng làm dân biểu liên bang dân biểu tiểu bang hạ viện tiểu bang California thì không có lý do gì bây giờ ông lại xuống hạ mình xuống để làm thị trưởng thế bây giờ lại nghe tin đồn là ông ra tranh cử chức nghị viên thì tôi cũng không hiểu được dĩ nhiên bất cứ người nào ra tranh cử thì họ cũng nghĩ rằng họ có khả năng thắng và và họ có thể họ thắng được có khả năng thắng được thành ra họ mới ra Đấy. nhưng mà không biết được cái động lực nào thì anh hỏi thì tôi cũng chịu thôi nhưng mà ở thành phố chúng tôi thì đa số các nghị viên đều là họ tự lực cánh sinh chứ họ không có dựa vào cái ghế nghị viên của mình để mà kiếm kiếm ăn thưa quý vị hoặc là kiếm tiền cái đó thì cũng phải hỏi lại thôi chứ cũng chưa chắc là nó là tuyệt hảo vì tôi thấy cũng nhiều người nghị viên uh, cũng ra trước hội đồng thành phố cũng gọi bằng tiến sĩ vệ sinh hay là tiến sĩ gì không biết nữa cũng là kiếm tiền cũng là ra trước tòa trước uh, thành phố trước cái ủy ban gì của IDU gì của thành phố ban quy hoạch của thành phố cũng thưa kiện nhau ầm ầm nó tôi thấy cái điều đó cũng chưa hẳn lễ nhưng mà bây giờ tôi nhớ chứ... có thì có lẽ tôi nghĩ chỉ làm một một thiểu số rất là nhỏ À, nhưng mà bây giờ trở lại thành phố Westminster anh, trước, thì... Trước khi anh, anh cho tôi xin một cái, cái điều này, tôi thấy, nhưng mà bây giờ chúng ta những nói cái tiêu cực thì chúng ta cũng phải nói tích cực. Ông là một trong những người sống chết với anh em, sống chết với đồng đội. À, ừ. Anh thấy cái vụ ông, anh đi quét xe bị tông, anh đi kia nọ. Cái người mà ra trước hiện trường lúc đó là ông Trần Thế Văn. Đến đội cảnh sát nó còn warning ông nữa. Anh thấy không? Có ai đi làm như vậy không? đó anh, anh, có đồng ý với tôi như vậy không ít nhất ông bộc lộ ra một cái người gọi là gắn bó với đàn em không biết cái chuyện gì xảy đến lẽ nhiên cái chuyện mà uống rượu chạy xe là cái điều không có chấp nhận cho những vị dân cử nhưng cái tính đó cũng là cái 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 đức tính đó cũng là tích cực chứ gắn liền à, với em à, út. anh thì anh nhìn cái cái cạnh lạc quan thì anh thấy ông là cái người à, hết lòng đứng ra bên vực à, đàn em của mình thì cái điều đó thì điều đáng khen nhưng mà không thể bình vực một cách mù quáng như vậy được anh bởi vì ông Andy Quách lúc đó là say rượu rất nhiều rất là nặng và đã tông chiếc xe vào trong một cái hàng rào gạch của một cái khu cư, cư, cư gia và Đúng. ngay đó là nó có cái cột cục, cục điện của Edison công ty điện lực và đã làm cho mấy trăm căn nhà trong cái khu vực đó bị mất điện nhiều ngày thưa anh anh, anh một cái nhưng mà vài. có phải nhưng mà có phải là nhiều khi ông Andy Quách chạy xe đó hay không À, cái đó khi anh, ông, tôi... nhiều khi ông nhiều khi ông anh quét bị ấy cái gì người người bạn người nào đi chạy với ông thì ông ấy thì là cái chuyện đó ông Trần Thế Văn ông ra ông bên vực cái người em của mình chạy lần vâng, thấy tôi khó không biết cái... anh thì chỉ biết là những cái gì dựa theo báo cáo của cảnh sát và báo chí họ đăng ừ. lên thì mình nhận định nó như vậy thôi. Thế à, đó chỉ là à, câu anh, hỏi anh... thôi. Vâng chỉ anh, là anh, câu anh hỏi thôi. Thì tôi, tôi mình nhận định như thế là mình à. không thể nào mình mù quáng mình banh được cái dụ một một người nào đó thí dụ như trong gia đình của tôi mà lái xe bị uh, cảnh sát cho ticket đâu thể nào mà tôi nói là tôi là nghị viên rồi yêu cầu cảnh sát xé bỏ cái ticket đi được không không làm như vậy không, được. ông không ông ông trần thế văn đâu làm cái điều đó ông chỉ đến đó để ủng hộ tinh thần cái người đàn em của ông trong những lúc khó khăn như vậy là cái tinh thần dũng cảm chứ nói vậy là can người là cái người đó là biết biết anh biết em biết lúc khó khăn có có nhau cái điều đó cũng là một cái vấn đề cái, cái, tôi không nói cái điều đó ông làm đúng hay sai À, nhưng mà tôi chỉ nói đó ít nhất cũng có một cái dũng khí ở trong đó chứ những người khác ta ở nhà mắc mới gì ra đó để cho báo chí nó chụp hình để ngay cảnh sát nó nói đuổi qua bên kia đứng nữa thì cái điều đó là phải là một cái dũng khí à, sống chết về đàn em chứ cũng là, là rất hay chứ bộ anh tưởng sao Vâng thì chắc là bây giờ thì hai nay mình cũng đã qua nhiều thì giờ để anh có chuyện gì muốn trình bày thêm lần này nữa nữa không Dạ không Tôi nghĩ là những cái điều này là những cái điều mà tôi thấy nó đang lục bùng. sôi nổi hả California thì vâng. cái điều mà tôi buồn nhất đó là cái việc lại một lần nữa cái việc làm của những dân cử Việt Nam người Mỹ gốc Việt vâng. lại làm xấu hổ cho cộng đồng người Việt của chúng ta bởi vì không có điều gì xấu hổ bằng những cái việc làm sai trái như vậy để mà báo chí họ đăng lên thôi vâng cảm ơn anh cảm ơn anh Phát Bùi với cái chương trình ngày hôm nay và kính thưa quý vị bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại xem đội bộ đội nhà và đội pháp như thế nào cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai